Hôm nay là ngày hội chợ và cũng là ngày các em trình làng những tờ báo tường. Ban tổ chức cũng có giải thưởng cho những tờ báo tường nào hay và đẹp nhất. Các em có dịp trổ tài, trang trí và trải rộng những tâm tư về cuộc sống, về niềm tin và những niềm vui trong mái ấm của các em bằng lời văn, lời thơ. Óc sáng tạo và tài năng của các em dường như không hề khiếm khuyết. Phim cái rung tay không? Chưa, có rớt cái đảo chưa? Một lần nữa chúng tôi xin được kêu gọi đơn vị hãy thiêu ngay cho khi đơn vị nhiều năm có ở con sách dài đã đang học ngày phố. Do đó xin thiếu niên để nhận là của đơn vị hãy thiêu. Đơn vị hãy thiêu đâu? Hiện nay đơn vị hãy thiêu không có trong sách dài. Hội chợ có 8 gian hàng và các em được phiếu để lần lượt vào cả 8 gian hàng vui chơi và thưởng thức các tiết mục ăn uống và luôn luôn có quà thưởng. Song song với thời gian diễn ra hội chợ, cũng có một khu dạy nghề do nhóm Gió Việt tổ chức để các em học hỏi. Các em được hướng dẫn kết hoa, kết chuỗi, thêu chữ thập, làm thiệp để các em có thể sản xuất những món hàng, kiếm thêm tiền thu nhập vào những dịp Tết lễ trong năm. Thank you.
khi được hỏi cảm tưởng về trại kết thân, một trại sinh cho biết. Con đến nay cùng với tất cả các chị và trưởng và các anh chị ở trên thành phố về. Ở đây trưởng Mùi dẫn chúng con đi tới trại hè kết thân lần thứ 15, nhưng mà lần này là lần đầu tiên con đi. Ở đây có những người khuyết tật, con cảm thấy rất là vui khi đến với cái trại hè này. Con thấy các anh chị rất là nhiệt tình đối với chúng con, dẫn dắt chúng con từng các trò chơi, cũng phục vụ chúng con. Con cảm thấy rất là vui vẻ khi đến nơi này, và cũng thấy ở đây không phân biệt các tôn giáo, và những trẻ ở đây khi đến đây cũng rất là nhiệt tình chơi các trò chơi, cũng đến đây hội chợ, đi chợ tìm những trò chơi rất là vui. Con cũng cảm thấy như thế. Dạ, em tên là Lê Hữu Tài, ở Mái Ấm Phan Sinh. Dạ, em tham gia hội trại kết thân cũng nhiều lần rồi. Thì trong hội trại này thì em cảm thấy vui hơn vì được nhiều trò chơi với tham gia các hoạt động cùng các cô chú với anh chị ở trên biển, cũng như ban tổ chức đã sắp xếp chu đáo cho chúng em để cho chúng em có một cái buổi trại thật vui. Dạ. Dạ thì mong muốn của em về ban tổ chức là các buổi trại sau này thì ban tổ chức cũng tổ chức nhiều cái cuộc chơi vui hơn giống như thế này. Dạ. Dạ em cảm ơn. Dạ. Thì đây là lần đầu tiên mình tham gia cái chương trình hội trại kết thân tình yêu. Thì mình thấy là cái chương trình này rất là có ý nghĩa. Ở đây khi mà mọi người đến đây á, thì tất cả các cái tổ chức về xã hội như là các cái máy ấm, các cơ sở khuyết tật, mọi người tham gia với nhau rất là vui nhộn. Thì mình nghĩ đây là một cái sân chơi rất là hay, rất có ý nghĩa, giúp cho mọi người đến đây chia sẻ với nhau, động viên nhau và tạo cái sự đoàn kết. Thì mình hy vọng là năm sau vẫn tiếp diễn cái chương trình này để cho mọi người có một cái sân chơi bổ ích. Chị trại trưởng trình bày về việc tổ chức trại như sau.
Nại trẻ hè kết thân năm nay sau 3 năm tổ chức giải thì biết rằng cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn toàn cầu nên chúng tôi cũng cố gắng hết sức. Ban tổ chức năm nay đã quy tụ cái số lượng chạy sinh rất là đông nhất trong 15 kỳ chạy. Kỳ chạy năm nay của chúng tôi kéo chạy sinh nó lên tới 583 chạy sinh và tình nguyện viên là gần 200. Tình nguyện viên và các vị ân nhân cùng đi theo để hỗ trợ các em. Chúng tôi cũng trở về với cơ sở của các sơ dòng Phaolô Vũng Tàu vì nơi đây là nơi mà dừng chân lý tưởng nhất của chúng tôi. Các em có chỗ vui chơi an toàn, nhà cửa rộng rãi, mát mẻ và chúng tôi được hỗ trợ nhiều bởi các sơ của nhà dòng. Vì cái công việc của chúng tôi biết rằng nhiều nếu như ân nhân hỏi chúng tôi sao không dùng những cái đồng tiền tổ chức chạy này để chia sẻ cho các máy ấm, nhưng thực sự ra các máy ấm họ cần có một sân chơi mà không ai nghĩ tới, ít ai nghĩ tới chứ không phải không nghĩ tới, nhưng mà chúng tôi đã thấy rằng dù rằng tốn phí nhưng 2 ngày qua thì các em nó đã được hưởng một cái mùa hè thật là trọn vẹn. Thật là trọn vẹn về cái đó là điểm mà chúng tôi ao ước. Và qua cái khu vui chơi như thế này chúng tôi cũng giáo dục, lòng trong cái sự vui chơi chúng tôi cũng giáo dục các em cái cách sống với xã hội khi các em hòa nhập. Thúc 2 ngày trại sôi động và sửa soạn chia tay, các tham dự viên tập trung tại hội trường để dự lễ bế mạc. Mở đầu lễ bế mạc, Linh Mục Tiến Lộc thay mặt ban tổ chức nhận quà tặng từ một đại diện đơn vị tham dự. Một lần nữa chúng tôi xin được mời bác sĩ Nguyễn Văn Tận ạ. Xin cho chúng em thấy dung nhan của bác sĩ Vũ Tận. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay. Bác sĩ Trần ân nhân với đứng đằng sau nhóm thiện chí trong các công việc khám bệnh phát thuốc. Lần này thấy các em chúng ta phù hợp trong trại kết thân. Bác sĩ muốn qua ra từ hôm qua nhưng vẫn công việc sáng nay mới ra được. Và vì là ân nhân của trại kết thân, bác sĩ đã gửi chúng ta 10 triệu để đóng góp vào cái chương trình này. Tất cả các bạn em xin cảm ơn. Bác sĩ đã đến quảng vinh. Sau đó là phần phát các giải thưởng thi đua trong trại. Đầu tiên là các giải báo tường, giải nhất về với mái ấm từ ân. Đây chính là chủ nhân của giải A báo tường đơn vị từ ân. Xin chào các đội lộc giải nhất và xin em đứng vào giữa. Về thi đua văn nghệ, các giải được lần lượt phát là giải khuyến khích C, B và A, tức là giải nhất. Giải nhất lần này về tay mái ấm Như Nghĩa. Đơn vị đạt giải A chính là đơn vị Như Nghĩa. Và em tự hào giơ cao giải thưởng mình lên. Sau đó là giải thưởng cho các đơn vị phục vụ tốt nhất. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu và được giải kỷ lục cộng vệ sinh.
những đơn vị có tên như sau sẽ nhanh chóng lên sân khấu. Không thì không kịp đâu. Đơn vị đầu tiên sẽ là đơn vị Hoa Hồng 1. Đơn vị thứ hai, đơn vị Bừng Sáng. Đơn vị thứ ba là đơn vị Phan Sinh. Đơn vị thứ tư là Truyền Tin. Đơn vị kế tiếp là Thiện Tâm, Hoa Huệ, Như Nghĩa, Hoa Hồng 2, Thiên Ân, Hoa Hồng Phủ Chi, Tự Ân, Thiên Phúc và Âm Thế Đô. Đơn vị nhận giải toàn trại, đơn vị Hoa Hồng Phủ Chi. Chào chúng mình hoan hô, chào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô, hoan hô, hoan hô. Cuối buổi bế mạc, ban tổ chức cũng mời đại diện các đơn vị tham dự lên sân khấu để nhận quà. Chị trại trưởng cũng mời đại diện của tu viện Phao Lồ lên nhận lời cảm ơn và quà của trại. Chúng con xin đại diện cho tất cả các trại sinh và tất cả anh chị em hội viên xin chân thành cảm ơn quý sơ đã tạo cho chúng con một sân chơi không còn nơi nào hơn thế. Cái đỏ hoa này là cái đỏ hoa mà ngày hôm nay chúng con đợi các em làm những bông hoa, làm những cái chữ bằng những cuộn giấy tép. Đây là những sản phẩm mà đã tạo cho các em sẽ có những cái mưu sinh sau này. Tất cả những cái khó nhọc, những cái học hỏi của các em xin lên lên sơ để thấy rằng tâm tình của chúng con hết lòng tri ân. Cảm ơn quý sơ nhiều lắm. Chúng ta một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn sơ. Các trại sinh đã dùng cơm và chia tay lên xe ra về sau hai ngày trại vui tươi và sôi động. Trên đường về, các em đã dừng lại tại hai địa điểm tôn giáo tùy theo tôn giáo của các em. Đó là Thiền viện Chân Không và nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa để tạ ơn Thượng Đế.